Hiếu đây ở đâu vậy em? Chào các bạn, mình đang ở là Năm Căn, mũi Cà Mau, gần mũi Cà Mau Năm Căn. Ở đây có gì đặc sản em? Đây không thấy gì mẹ gì hết, toàn hình với vườn không à. Tụi bạn đây đi hai xe, không biết một xe làm gì nha. Có một xe. Ít mà đi hai xe. Giàu đó vậy á. Kêu. Không, hình như tới đây anh còn biết đường mà cũng không còn phải kỹ đâu. Biết đường không? Còn nói lẹ là xuống mũi Cà Mau thôi. Nào chạy hết đường rồi thôi. Em không có buồn nào đang chọn hết á. Vô vô đứng đâu quay phim gì không? Lên bỏ ra mẹ coi. Xin chào trong ba xin. Làm mỗi xe hư đi, để vậy đi. Còn có ai tới rước mình đi không? Giống như bên Mỹ á, đúng rồi. Vô rồi, đi rồi. Đi. Giống như là đám cưới rước nhau vậy đó.